Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện bây giờ tôi đang có mặt ở nhà thờ giáo xứ Bình An. Nhà thờ giáo xứ Bình An ở Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, thuộc giáo phận Phan Thiết. Chúng ta cùng chiêm ngắm vẻ đẹp của ngôi thánh đường cũng như vùng đất ở đây nhé. Thank you.
Thank you.